sẽ xuất trận sau 5 giây. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong clip này thì mình sẽ làm về vị tướng Kahi ở mùa 2024 F3. Đối với Kahi là một vị tướng có thể khắc chế sải tay dài đến từ tay bên địch cực kỳ là tốt. Video trận đấu này thì tay bên bạn có John và tay bên bạn có Alistair thì Kahi đó là khắc chế tốt nha. Bởi vì chiêu cuối của vị tướng này thì tâm đã rất chất rất sát, đặc biệt thì những cú khép góc. Thì trong clip này mình cũng sẽ trình bày cụ thể dành cho anh em về chất tướng Kahi cũng như trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng này. Về chiêu thức của Kahi thì khá là đơn giản thôi. Về chiêu thứ nhất anh em quăng ra đó là một cái vòng tròn như thế này, mục tiêu ở trong vùng ảnh hưởng thì sẽ bị chiếu xuất thương và làm chậm tốc độ di chuyển. Chiêu thức thứ hai thì kích hoạt thì giúp Kahi đó là búp một lớp giáp ảo đó, anh em thấy chưa, búp một lớp giáp và giúp Kahi tăng tốc độ di chuyển. Còn về chiêu cuối thì Kahi xoay theo hướng chỉ định thôi, trúng mục tiêu đó sẽ gây sát thương, và tâm của chiêu cuối thì rất xa và lượng sát thương cũng khá là tốt. Vì thế đó là lý do vì sao mình nói khắc chế các vị tướng xoải tay dài cực tốt nha. Bây giờ tay bên bàn tập trung đấy khá là đông, mình thì cũng có chiêu cuối rồi. Rồi, con này thì xảy luôn này. Gión này, này thì gión này, gión lui về rồi. Rồng thì cũng đã bị tém đến bích ắn và cái chiến công đầu dành cho team bên địch. Mình thì tốc biển lui về, quắng nhẹ đó là cái chiêu 1. Và Erin tém địch phải lên bảng điểm số, chứ không phải là mình. Rất may là đang còn cái tốc biển anh em ạ. Không có tốc biển pha đó thì cũng về tế đàn luôn rồi. Ở trận đấu này thì có lẽ là vị tướng mình e dè nhất đó là Murat. Bởi vì Murat thì nó có thể tích điểm nội tài rồi vào nó ảo ảnh trả mình trong trú ấy. Còn lại các chất tướng khác thì mình sẽ không sợ nhá, vì những kiểu Alistair chẳng hạn thì không đáng ngại. Nhưng mà Murat thì sẽ khá là khó chịu ấy. 2-2 dành cho hai bên, thì trận thì cũng đang hòa hoãn thôi. Về cách chơi của Kahi thì khá là đơn giản, anh em cứ quăng chiêu 1 rồi là vào vùng chỉ định gây sát thương làm chậm tốc độ di chuyển thôi. Chiêu cuối anh em xoay một cách hợp lý, đơn giản anh em ạ. Quan trọng là cái góc xoay anh em làm sao cho chuẩn. Ui, pha này hay này, một pha vương quốc vàng 10 điểm của ghi đô tem bên mình. Và khi sử dụng ulti vương quốc vàng rồi thì Alistair tem địch đứng yên một chỗ, và khi đứng yên một chỗ như vậy thì mình xoay một cách hợp lý anh em ạ. Với cái lợi thế xoay tay dài thì giúp đó là Kahi đó là không sợ tướng địch gọi là chạm vào. Chơi vị tướng này rất chết là ít phải lên bảng điểm số luôn. Nếu mà anh em di chuyển ổn một tí gần như đó là tém địch rất chết là khó bắt, bởi vì anh em luôn luôn đó là ở phía sau chứ không cần lên cao anh em, mắc không cần thiết phải lên cao bởi vì sải tay của vị tướng này dài mà. Cái này thì mình phải đó là mất đó là cái tốc biến quay trở lại xa rất thương. Vậy Erin tém địch cùng mất tốc biến. Ryoma tém địch thì sử dụng báng sướng. Murat của tém địch thì cùng vào nhưng mà rất máy á. Đó là Violet tém mình thì vẫn lùi về an toàn khi mà chỉ còn vỏn vẹn một tí thì tì máu. 3-3 dành cho hai bên. Ok, tình huống này thì mình sẽ sử dụng chiêu cuối dọn dẹp, và khi sử dụng chiêu cuối anh em vẫn có thể đó là sử dụng được chiêu 1 nữa nhá.
Nên là nếu mà đối phương ở cần thì anh em có thể sử dụng chiêu 1 để gây thêm sát thương khi sử dụng chiêu cuối luôn. Đối với Kahi thì nội tài vị tướng này là các đòn bắn thương mà theo đứng thẳng hay xuyên thấu, có khả năng xuyên thấu. Thì đó là về chất tướng Kahi mà mình phân tích đó là cho anh em. Còn về nói vị tướng này thì có mạnh hay không thì thực sự đó là vị tướng này khá là ổn, nói mạnh thì cũng không phải. Điểm mạnh của vị tướng này xài tay dài, nhưng mà điểm yếu thì máu dày và kèm cơ đông. Rồi bây giờ mình sẽ sấy luôn này, sấy này. Ok, tỉnh dậy và tiền đó là 2 người, 3 người tém địch lên bảng điểm số. Nói chung hỗ trợ từ xa rất là tốt. Chơi cá hí thì chủ yếu là anh em hỗ trợ màng rất là nhiều nhá. Bởi vì sao? Bởi vì vị tướng này thì không phải là cái lượng sát thương zone, mà cái lượng sát thương nó cứ từ anh em ạ. Nên là vì thế để kết liễu mục tiêu thì sẽ hơi khó, nhưng mà hỗ trợ thì sẽ cực kỳ là tốt, kiểu cấu rỉa sẽ cực kỳ là tốt luôn. Bây giờ thì thấy tầm nhìn của Murat bên kia đang đẹp trụ, nên là mình sẽ ăn luôn đó là con búa xanh của rừng tém địch nhá. Ok, có búa xanh rồi thì giúp giảm thời gian hồi chiếu, hồi phục đó là năng lượng. Bây giờ thì lấy được cái trụ ở khúc đường trông và ở khúc đường ta thân rồi, ép luôn cái trụ đường giữa anh em ạ. Với cá hi là chất tưởng ép trụ rất tốt này. Đấy, những pha này thì chẳng hạn mình có thể đó là khép góc tướng địch khá là tốt, bởi vì vị tướng này thì sải tay rất là dài. Ui, bia đã tớt quá, nhưng ui máy quá. Mình đang còn cái tốc biển, đang còn đó là cái chiêu hái nữa. Hái đã tớt quá, nhưng mà chưa đủ cái lần sát thương, mình quay trở lại xả ra thương này. Và tiền đó là vị trí của Ryoma lên bảng điểm số. Bây giờ thì lùi về một cách an toàn. Ý tưởng của Alistair thì tốt, nhưng mà thực hiện chưa thành công khi mà Alistair xả ra thương, nhưng mà chưa có ai bôi vào cả. Một phá ngục tu vĩnh hằng khóa được mình, nhưng mà cái kể thì lại đó là lời thế dành cho team mình, chứ không phải là team biến địch. Bây giờ thì lấy luôn được đó là cái trụ đường giữa rồi, lấy được gian trụ ngoài của team biến địch rồi thì sẽ kiểm soát tầm nhìn tốt hơn. Đây, pha này thì gió này, xoay này, gió lên bảng điểm số này. Anh em thấy khoảng cách rất xa luôn á, đó là điểm mạnh anh em ạ. Anh em thấy thì gión của tém địch đứng phía sau trụ rất là xa luôn, nhưng mà vẫn bị mình xoay lên bảng điểm số. Bởi vì tâm chiêu cuối của vị tướng này phải gọi là siêu xa luôn rồi. Về phù hiệu thì mình sẽ sử dụng đó là phù hiệu đó là thân quang, giúp nổ đám sẽ tốt hơn đấy. Và cá hí nếu mà ở thế tấn công thì phải gọi là xíu khỏe luôn. Đây, ví dụ phá này chẳng hạn này, mình sấy cho một phát thì giòn tém đích phải lui về liền. Đấy đấy, giòn tém đích ui con tí máu kia. Hơi tiếc là chưa đủ đám để ăn được giòn tém bên bạn, nhưng mà anh em thấy thì đó là điểm mạnh của cá hí nhá. Tức là anh em có thể cấu để đối phương ở tâm rất xa luôn, kẹp góc tướng địch. Và pha này thì ghi đủ tém mình lại một lần nữa sử dụng vương quốc vàng chuẩn, và Murat tém đích phải lên bảng điểm số. Bây giờ mình lại có chiêu cuối rồi, lại có thể đó là kẹp góc tướng địch. Đây, xây và xây. Khi xây thì anh em có thể sử dụng thêm đó là chiêu 1 nữa. Rồi, Erin thì đang ý định đó là bắt mình, nhưng mà không thành công, mình thì vẫn lùi về an toàn. Với nâng chiêu 2 thì giúp anh em đó là cũng tăng tốc độ di chuyển, nên là tốc độ chạy của cá hí đó là khá là nhanh. Các chất tướng đi bộ mà để đuổi được cá hí thì khá là khó ấy. Rồi, pha này thì mình lại sấy tiếp, không biết có cướp được con búa xanh này hay không này.
Ui hay đấy. Ngon anh em ạ. Một pha hỗ trợ đến từ Chả La Lốt tìm bên mình nữa. Và mình đó là giữ được con búa sánh. Bây giờ mình có trường bắn 5 chầm nữa rồi thì xoay gặp thì tưởng như gión sẽ dễ dàng hơn này đây. Xoay. Và tem địch lùi về rồi, lượng máu của mình cũng khá là thấp. Gión này, này đi gión, gión lên bảng điểm số. Lai chuẩn bị lại có chiêu cuối rồi anh em ạ. Đây, có chiêu cuối Lai đó là kép góc và xoay tiếp này. Xoay. Alistair tem bên bàn thì khóa vào ghi đu tem bên mình và khi khóa thì đứng yên một chỗ. Quá đó thì mình xoay free luôn. Còn Murat của tem thì còn tí máu vẫn đó là lùi về được. Đó là đồ khó chịu ở cái thế tấn công của vị tướng cá hí nha anh em. Nói trận đấu này thì mình toàn hỗ trợ anh em ạ. Thì bởi vì chất tướng cá hí là chất tướng mình cũng đã phân tích rồi. Đám thì không phải là đám sát thương zone mà gọi là sát thương từ từ á. Bây giờ thì xây tiếp lên bảng điểm số. Mình đầu tư cái tốc biến để cho nó chắc đàn anh em ạ. Và tiện Erin lên bảng điểm số. Với lợi thế sải tay dài thì anh em thấy thì luôn gọi là dễ dàng để có thể xả sát thương vào tướng địch, đặc biệt là gặp những chất tướng kém cơ động như kiểu gión hay hoặc là như kiểu Alistair. Bây giờ lại có đó là chiêu cuối tiếp rồi. Lại gọi là xoay tiếp anh em ở đây. Lại xoay tiếp. Ui, thôi xong rồi, pha này bị Ryoma tem đích xỉa lắm. Mình tưởng Ryoma lui về chứ. Nhưng nó vẫn gọi là quay trở lại để xỉa mình anh em á, đổi màng với mình. Tất nhiên thì một pha đổi màng như vậy thì cũng không có gì là lỗ cả. Mục tiêu bình hăng của Alistair được sử dụng. Ảo ảnh trảm cũng được sử dụng và tem mình lên bảng điểm số 40 rồi. Tất nhiên thì ba đường đó là thể lĩnh đang rất là đẹp. Mấy con đề ta thân xê giáp cũng tấn công vào và lấy được hai đường lĩnh siêu cấp. Về phần trang bị thì mình sẽ lấy những món trang bị như sau. Đầu tiên thì dây giảm hồi chiếu. Thứ hai mặt nạ Beric đổ sát thương. Thứ ba thì sạch túi hôn giảm khả năng hồi phục máu. Bởi vì tem bên bàn thì hồi phục khá là tốt đến từ Erin và đến từ Ryoma. Rồi tiếp đến thì món đồ thứ tư thì trường bằng 5 chậm. Món đồ thứ năm thì trường hồn mang xuyên giáp phép. Và món đồ cuối cùng thì có thể sách thánh. Đó là gia tăng thêm cái lượng công phép anh em nhé. Đó là build đồ mình sử dụng dành cho Kahi. Còn với bảng ngọc dành cho Kahi thì ngọc đỏ công phép và xuyên giáp phép. Ngọc tím thì tốc đánh tốc chạy và ngọc xanh tốc đánh và xuyên giáp phép. Bây giờ thì mình có đó là cái trường hồn mang xuyên giáp phép rồi anh em ạ. Thì bây giờ đó là những cú tung chiếu của mình lượng sát thương tốt rồi. Đây, xây. Ui, rất tiếc là chưa đủ đáo nha. Ô, ăn được gión kia vậy. Đủ anh em biết nhá, phá đỏ tài lý do về sao là mình ăn được gión. Mặc dù đó là gión vẫn chạy đi một đoàn rồi. Đủ anh em biết vì sao ấy. Anh em thấy thì cá hí có thể khắc chế gión rất là tốt. Như các chất tướng khác là sát thương kiểu gần ấy, nên là gión nó xài tay dài thì con é ngài một tí. Con đổi với mình đây, pha này lại xây tiếp này. Xây luôn cái giật bóng về của Murat này. Mà chắc chắn sẽ có ba đường lĩnh siêu cấp dành cho team bên mình rồi. Ok, pha này thì chắc chắn là lên đó nó sẽ tổng tấn công luôn thôi. Chuẩn bị lại có đó là chiêu cuối rồi. Mình lên dài giảm thời gian hồi chiếu nên là thời gian hồi chiếu cũng khá là nhanh. Và trận đấu kết thúc, bye bye.